mất ngủ vì tiếng gà gáy làm phiền cả ngày đêm, người phụ nữ kiện hàng xóm. Khó tập trung, mất ngủ và mệt mỏi vì tiếng gà gáy là những triệu chứng mà người phụ nữ liệt kê trong lá đơn kiện gửi tòa án về việc cuộc sống của bà bị đảo lộn do con gà trống nhà hàng xóm. Dự kiến, chủ nhân của con gà trống đến từ Bourgogne-Jallieu thuộc tỉnh Isère của Pháp sẽ phải hầu tòa vào tháng 1 năm 2025. Người phụ nữ giấu tên cho biết, gà trống nhà hàng xóm làm phiền tới bà cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, người chủ của con gà 5 tuổi đã lên tiếng phản đối đơn khiếu nại. Người này cho biết, cửa chuồng gà được vận hành bởi hệ thống tự động, chỉ mở vào 8 giờ 30 phút mùa đông và 9 giờ vào mùa hè. Con gà chỉ gáy khoảng 15 phút vào buổi sáng và vài lần khác trong ngày. Chắc chắn nó không làm phiền tới hàng xóm xung quanh. Thời gian mở cửa chuồng được hệ thống tự động xử lý, ông Frank nói. Được biết, gia đình ông Frank chuyển từ thành phố tới Bourgogne-Jallieu sinh sống khoảng 25 năm trước vì muốn tận hưởng cuộc sống yên bình chốn thôn quê. Mọi việc vẫn bình thường cho tới khi họ bất ngờ nhận đơn khiếu nại từ hàng xóm nói rằng con gà trống mà gia đình đang nuôi gáy quá to. Ban đầu, ông Frank đã thử hòa giải với nhà hàng xóm nhưng không thành công. Người phụ nữ quyết định đưa vụ việc ra tòa án. Khi hỏi thăm những nhà hàng xóm khác, họ đều cho biết không cảm thấy khó chịu khi nghe thấy tiếng ấy. Chúng tôi sống ở đây 25 năm rồi nên biết khá nhiều người. Khi hỏi han các gia đình, họ đều nói không thấy bị làm phiền. Thậm chí có người còn nói họ thích nghe âm thanh này, người đàn ông giải bày.